Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì giá lợn hơi từ ngày hôm nay sẽ phải giảm xuống mức là dưới 70.000 đồng một kg. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên VTC thì không những không giảm giá mà tại nhiều khu vực phía Nam còn bất ngờ tăng giá trở lại. Có nơi như là ở Hậu Giang và Bạc Liêu tăng 8.000 đồng một kg lên mức là 80.000 đồng một kg. Tại chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, giá cả cũng chưa giảm dù tình hình buôn bán khá ế ẩm. Người bán đông hơn người mua là thực trạng đang diễn ra tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đối với thịt lợn. Các tiểu thương đang cố cầm cự, hòa vốn, hoạch lỗ chờ qua mùa dịch bệnh, khi mà tất cả các trường học, nhà hàng, quán ăn đều đã đóng cửa. Khó khăn là vậy, nhưng giá thịt lợn từ Tết đến nay vẫn chưa giảm. Bán có khi thì đủ vốn, bắt bổng đủ vốn thôi, còn có bữa thì lỗ. Lúng vô cái ngày này mới biết cái nào lỗ, cái nào lời. Lỗ chắc, đầu hàng không ai mà đứng ra mà đứng nói là tôi bán là tôi lời, tôi nói thiệt. Tình hình các chợ truyền thống còn ảm đạm hơn. Các sạp thịt lợn ế ẩm, lượng bán giảm trên 50% so với trước đây. Nay là nó vô chợ có 3.200 con heo thôi, là nó giật lên, nó bán cao giá lên mấy ngàn đồng ký lô chẳng hạn vậy, nó chênh nhau như vậy á. Nó bán theo chợ nữa thì là bây giờ lời là ai ăn thì không hiểu. Mà trước tiên là tiểu thương là thấy là ke tua rồi nào, hàng mua cao vô mà bán thì bán ra không được. Cũng cần phải nói thêm là giá thịt khi bán ở những ngôi chợ như thế này không đơn thuần chỉ được quyết định từ giá heo xuất chuồng, mà còn phải trải qua nhiều khâu, nhiều chặng trung gian như là giết mổ, thương lái rồi hệ thống bán lẻ. Do vậy, không phải cứ giá heo tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai giảm thì giá heo ở những ngôi chợ như thế này sẽ giảm theo đâu. Kể từ sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giảm giá lợn đến nay, giá cả tại chợ đầu mối Hóc Môn vẫn giữ mức khoảng 75.500 đồng một kg đối với lợn hơi và 95-105.000 đồng một kg đối với thịt lợn mảnh chưa có tín hiệu giảm giá. Theo các chuyên gia, việc giá đầu vào chưa giảm khiến miếng thịt đến tay người tiêu dùng vẫn cao. Giá bán mà đưa về 60.000, theo như một số thương lái nói là các trang trại vẫn có là khả năng là vẫn có lời. Bởi lẽ là hiện nay giá bán tại sao nó lên tới là 75.500, bởi vì hiện nay là chỉ còn một số doanh nghiệp lớn cho nên họ độc quyền. Thì vấn đề là họ có thể là ra giá là cái quyền của họ. Vì vậy, ngoài việc kêu gọi sự chia sẻ của các doanh nghiệp chăn nuôi, cần phải tính toán lại toàn bộ các chi phí đầu vào đến đầu ra, minh bạch và cắt giảm hợp lý chi phí trung gian, tối ưu hóa chuỗi giá trị sản phẩm thịt lợn, đem lại lợi ích lâu dài cho cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng.